nước nè. Cô cái giờ các bạn cái túi á, bây giờ làm gỏi với dưa leo. Cái muỗng này đây ơi. Nãy trên hiện tượng của mấy con cô này nè.
Ví dụ nó nói nó bỏ là thích cho nó ăn miếng thịt này đi. Thịt cơm này. Cơm trộn vô nước ăn cơm cha ơi. Nó lắm. Cái nhà này cũng xa lắm. Rửa ăn ngon đi. Cơm. Cồn nó mất cái chua. Nó mất cái chua. Sao không? Bữa nay nấu bữa nấu như cơm nè là nấu như gì nó là nấu cái gì cũng được cơm gạo gì ăn gì rồi để bữa nay cũng mua nửa ký treo ở nhà khi mình làm muốn ăn lỏi mình nướng cái mình làm liền luôn mình nấu chua cái trời là nó lâu như chả có cá nó mạ không nhớ chứ ha nhỏ chưa gần gần không
Từ từ nó dở. Phải làm quả né với là gà nó đậu. Bye.